Vụ việc người phụ nữ bán hàng rong bị vu oan chặt chém khách Tây 500.000 đồng cho 3 quả dứa đã gây xôn xao mạng xã hội, nhưng thực tế lại mang một nét hài hước bất ngờ. Người trong cuộc, bà Nguyễn Thị Tê, dân gian của xã Xuân Đình, Hà Nội, đã lên tiếng về những hiểu lầm cười ra nước mắt này. Bà Tê, người không biết chữ và tin tức chỉ đến tai qua sự kể lại của con trai, đã không ngờ mình trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện viral trên mạng. Tôi chỉ bán dứa thôi, chẳng ngờ lại bán cả chuyện cười cho cả nước, bà nói. Mọi chuyện bắt đầu khi hai vị khách Tây đến mua dứa. Bà Tê đã bán một túi dứa gọt sẵn với giá 50.000 đồng. Khi khách trả 500.000, bà trả lại 450.000. Tuy nhiên, do không hiểu nhau trong giao tiếp, một trong hai vị khách đã cố gắng lấy thêm hai quả dứa chưa gọt. Cô ấy bốc thêm dứa, tôi tưởng cô ấy đùa, bà Tê hài hước nhớ lại. Không ngờ, từ một tình huống nhỏ, câu chuyện đã được thổi phồng thành một drama chặt chém trên mạng. Chuyện của tôi giống như quả dứa vậy, càng lăn càng to, bà Tê cười kể. Vào ngày 29 tháng 4, bà Thành đã đến công an phường Hàng Đào để làm rõ sự việc. Các nhân chứng đã khẳng định bà chỉ bán dứa với giá chính đáng. Cảnh sát xác nhận không có hành vi chặt chém và khẳng định bà Tê không phải là người bán hàng chèo kéo. Bà Tê bày tỏ, mặc dù câu chuyện đã gây ra không ít rắc rối, nhưng bà vẫn giữ thái độ vui vẻ. Dứa của tôi ngon lành, giá cả phải chăng, chẳng qua chỉ là một trò hề ngôn ngữ mà thôi, bà nói và cho biết, sau này nhớ kèm theo tờ giấy viết rõ ràng để tránh những hiểu lầm không đáng có.